ra Quân với Hiền thì đã có dịp để làm việc với nhau, trở thành những người đồng nghiệp của nhau. Khó nhưng mà chúng tôi vẫn là hai nghệ sĩ hoàn toàn khác nhau. Quân AB chính thức ra mắt MV Đáp Án Cuối Cùng, đánh dấu sự trở lại sau gần 2 năm vắng bóng. Tuy nhiên, anh không sợ bị vạ lây sau thái độ ủng hộ người bạn Hiền Hồ tái xuất hậu scandal tình ái. Đáp Án Cuối Cùng thuộc thể loại ballad, được Nguyễn Phúc Thiện sáng tác. Bài hát lấy cảm hứng từ mối tình thanh xuân với nhiều thử thách và kết thúc tiếc nuối. Dù chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, nhưng trong MV mới, nam ca sĩ bông hoa đẹp nhất nhập vai khá ngọt. Từ anh học trò trong sáng đến chàng lính cứu hỏa dũng cảm, lạc quan, si tình, Quân AB đã phối hợp với nữ chính series và Thừa Tuấn Anh và có sự thể hiện ấn tượng. Bên cạnh phát hành MV, nhạc số, Quân AB còn ra mắt 500 CD single đánh dấu sự trở lại. Đồng thời, đây là món quà tri ân anh gửi đến khán giả luôn ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Khoảng gần một năm rưỡi rồi, Quân chưa ra một sản phẩm nào chính thức để gửi tặng cho mọi người. Đó nên là đây là một cái thời điểm Quân nghĩ là rất là thích hợp, bởi vì là chưa đến cuối năm, nếu mà ở thời điểm cuối năm mà mình ra một bài ballad mà nó hơi kiểu có mùi chia tay thì nó cũng không phù hợp cho lắm. Và cũng đây cũng là cái thời điểm mà Quân nhận được ca khúc Đáp Án Cuối Cùng. Đó nên là Quân ra mắt luôn. Ở trong MV lần này thì điểm đặc biệt đầu tiên mà Quân nghĩ là mọi người sẽ thấy đó là đạo diễn Kawai làm người sản xuất chính cho chiếc MV này. Mà anh Kawai thì làm người mà Quân nghĩ là về chất lượng thì anh ấy có thể đảm bảo được hoàn toàn là về chất lượng, là sẽ là một cái sản phẩm chỉnh chu trong mọi thứ nhỏ nhất đó. Và một cái nữa mà Quân rất là tự tin ở trong cái MV lần này, đây là một cái sản phẩm mà Quân từ trước đầu tư nhiều nhất từ trước đến giờ. Với những bài hát trước, Quân AB đều xuất hiện với hình tượng thư sinh, hot boy, thì lần này Đáp Án Cuối Cùng có hướng khai thác khác. Vẫn là giọng hát ấm áp trong bản ballad buồn, nhưng phía ekip mong muốn Quân có hình tượng mới, trưởng thành hơn và tạo được ấn tượng trong lòng khán giả. Mình muốn là Quân phải có một cái hình tượng nó đàn ông và nó đặc biệt, phải là một cái nghề gì đó đặc biệt. Thì Châu có gợi ý là lính cứu hỏa và Châu cũng có những cái idea rất là hay. Thì sau đó thì ekip thấy đó ok và có input thêm một số cảnh. Đặc biệt trong buổi ra mắt, khi được hỏi về mối quan hệ giữa anh và Hiền Hồ, nam ca sĩ thẳng thắn chia sẻ anh không ngại việc hỗ trợ nữ ca sĩ khi cô tái xuất hậu scandal tình ái. Vì theo Quân AB, sự ủng hộ hay phản đối của khán giả đến MV của anh thời điểm này hoàn toàn phụ thuộc vào sự chỉnh chu và chất lượng sản phẩm. Thật ra Quân với Hiền thì đã có dịp để làm việc với nhau, trở thành những người đồng nghiệp của nhau. Khó nhưng mà chúng tôi vẫn là hai nghệ sĩ hoàn toàn khác nhau và hai con đường đi hoàn toàn khác nhau. Đó, còn khi mà cũng trước có lời mời của Hiền thì với tư cách là một người bạn, một người đồng nghiệp và là một người đàn ông thì Quân nghĩ là Quân không có lý do gì để từ chối Hiền. Đó. Đương nhiên là cái sự quay trở lại thì của Hiền thì đó vẫn là do khán giả quyết định. Đó, nhưng mà Quân nghĩ là mình hỗ trợ được bạn đến đâu thì mình nên giúp bạn, còn cái con đường của bạn thì vẫn là nhiều khán giả quyết định. Quân với cả Hiền, cho dù kể cả không diện với nhau nữa thì vẫn là những người bạn, vẫn ở ngoài Quân với Hiền vẫn chơi với nhau. Nói về cái bóng của danh xưng Tiểu Tuấn Hưng hay Hot Boy đi hát, nam ca sĩ cho rằng những tên gọi đó đều rất hay và không nghĩ sẽ phải xóa bỏ đi. Còn về phần lý do ra nhiều bài hát ballad buồn, Quân AB chia sẻ. Em cũng đã từng thất tình đau khổ mà trong vòng mấy năm trời rồi. Và khi đấy thì em có những cái bài hồi đấy là em vẫn là một khán giả và em nghe nhạc thì em cảm thấy là tìm được những cái bài hát mà nó đồng cảm với cả cái suy nghĩ của mình thì nó rất là sướng, nó rất là sung sướng, chứ nó không phải là cái cảm giác đau khổ như khi là mình bị đá, mình bị chia tay. Về con đường của em thì em vẫn nghĩ là em vẫn cần những cái bài hát mà nó mang cái màu sắc nó tươi vui hơn, chứ em nghĩ em cũng không chỉ là hát ballad. Bên cạnh sự xuất hiện của ekip thực hiện MV như đạo diễn Cao Quay Tuấn Anh, nhạc sĩ Only C, Nguyễn Phúc Thiện, Thừa Tuấn Anh, sự kiện còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Nhã Phương, Hoàng Yến Chi Bi, Hoàng Oanh, Dennis Đặng, Ngọc Mai, Quốc Nghiệp. Đáp Án Cuối Cùng là ca khúc được giọng ca Ai Là Người Thương Em đầu tư khủng nhất từ trước đến giờ.
Quân AB cho biết anh không đi theo hướng một năm ra nhiều bài hát mà không được đầu tư kỹ lưỡng. Những bản hit trước như Bông Hoa Đẹp Nhất, Ai Là Người Thân Em vốn là những ca khúc đưa anh đến gần với khán giả hơn. Điều này vừa là áp lực nhưng cũng là động lực, khiến anh phấn đấu hơn nữa trong những sản phẩm tiếp theo.